Thì muốn nghiên cứu về cái rối loạn kinh nguyệt thì mình sẽ phải tìm hiểu về cái độ bắt đầu có kinh nguyệt này, của tiền của tuổi mãn kinh, rồi chu kỳ kinh, rồi chu kỳ phóng noãn. Đó là những cái vấn đề mình cần phải tìm liên quan đến rối loạn kinh nguyệt. Rồi thì đầu tiên á, mình nói tới chu kỳ kinh nguyệt sinh lý là gì ha. Phụ nữ tới cái tuổi dậy thì là sẽ có bắt đầu là có hành kinh, thì cái chu kỳ kinh nguyệt sinh lý trung bình của một người phụ nữ là từ 28 đến 35 ngày, và cái thời gian hành kinh nó sẽ từ 3 đến 7 ngày, lượng máu trung bình nó khoảng là 50 đến 80 ml một ngày nha. Nếu mà một cái kinh nguyệt của một người phụ nữ mà nó bất thường ở ngoài cái sinh lý này ra thì đều gọi là rối loạn kinh nguyệt hết. Cái hình này là cái hình minh họa cái chu kỳ một tháng của một người phụ nữ ha. Thì thường mình sẽ lấy cái chu kỳ trung bình là 28 ngày, thì trong khoảng từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy là cái ngày có kinh ha. Rồi sau đó là sẽ có khoảng độ gần 2 tuần là cái ngày rụng trứng ha, cái khoảng mà trứng nó sẽ rụng. Khi mà trứng nó rụng xong á thì niêm mạc tử cung nó bắt đầu dày lên để nó đón cái trứng. Mà nếu mà được thụ tinh đó, thì khi mà trứng nó đã rụng xong rồi thì coi như là cái khoảng đó là tương đối an toàn. Thì nếu mà nó đợi đủ 14 ngày mà không có được thụ tinh thì cái niêm mạc tử cung nó sẽ bong ra, gây ra một cái kinh nguyệt. Nói chung là kinh nguyệt là máu ở trong tử cung chảy ra ngoài âm đạo có chu kỳ. Cái máu đó là sự bong tróc của cái niêm mạc tử cung. Nói chung kinh nguyệt là nó biểu thị cho cái sự hoạt động của buồng trứng và tử cung nha. Cái chu kỳ kinh nguyệt á, nó sẽ chịu sự ảnh hưởng của cái nội tiết tố, hai cái nội tiết tố quan trọng nhất đó là estrogen và progesterone. Thì cái estrogen á, nó sẽ được tiết ra từ ngày đầu tiên của cái chu kỳ kinh nguyệt tới cái ngày thứ 14, mà tới cái ngày trứng nó rụng á ha. Đó, của cái chu kỳ 28 ngày nha. Nếu mà chu kỳ 35 ngày thì nó sẽ khác. Còn cái giai đoạn chịu ảnh hưởng của progesterone á, là nó sẽ là 14 ngày từ khi mà trứng nó rụng. Thì từ cái ngày thứ 14 đến cái ngày thứ 28 là chu kỳ progesterone. Đó, thì cái giai đoạn 14 ngày đầu lúc đó là estrogen nó tăng lên này ha. Đến lúc mà estrogen nó tăng lên mức tối đa thì nó kích thích rụng một quả trứng. Lúc mà estrogen đang phát triển sẽ kích thích trứng lớn dần ha. Tới khi mà estrogen đạt cực đại thì nó sẽ phóng noãn, tức là phóng trứng ra. Khi mà trứng phóng ra thì cái nang trứng còn lại nó tạo thành cái thể hoàng thể. Thì cái thể này nó tiết ra progesterone nha. Cái progesterone đấy nó sẽ kích thích cho làm dày cái niêm mạc tử cung, tăng sinh mạch máu ở cái niêm mạc tử cung này. Nếu mà trứng không được thụ tinh, nó sẽ thoái hóa dần, cái hoàng thể nó sẽ thoái hóa dần đi, cholesterol giảm xuống thì cái niêm mạc nó sẽ bị bong tróc ra ngoài, gây ra kinh nguyệt. Thì mình thấy rằng nhiệt độ cơ thể nó cũng sẽ thay đổi theo cái hormone ha. Trong cái giai đoạn mà estrogen đang tăng dần, trứng chưa đục thì cái nhiệt độ cơ thể của người nữ thường nó thấp khoảng độ tầm 36 độ. Ở cái giai đoạn sau cái ngày mà rụng trứng là nhiệt độ cơ thể mình cao nhất, tầm khoảng 37-37 độ rưỡi. Sau khi trứng rụng thì nhiệt độ nó lại bắt đầu giảm dần ha. Đó, thì đó là những cái cách mà mình có thể tính cái chu kỳ kinh nguyệt, tính cái thời điểm rụng trứng để canh thụ tinh á, hoặc là để canh để tránh thai được nha. Cái thời điểm mà nó dễ thụ thai nhất á, là nó sẽ là cái thời điểm mà trước khi rụng trứng 5 ngày và sau khi rụng trứng 2 ngày. Mình thấy ở cái thời điểm mà phóng noãn này, là estrogen tăng cao này, trứng được phóng ra, thì trước đó 5 ngày, từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 14 á, từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 14 á, trước đó 5 ngày á, là nếu mà có quan hệ á, thì
cái xác suất thụ tinh nó sẽ cao, và cái xác suất thụ tinh cao nhất là vào trước 2 cái ngày rụng trứng. Rồi sau khi trứng nó rụng ra thì trứng nó có thể tồn tại được để chờ tinh trùng tới thụ tinh là 2 ngày, nên là sau 2 ngày rụng trứng thì vẫn còn có khả năng thụ tinh, nhưng cái tỷ lệ thụ nó sẽ giảm xuống ha. Và càng lớn tuổi thì cái tỷ lệ thụ tinh nó sẽ càng giảm luôn. Ví dụ như ở phụ nữ trẻ tuổi từ 22 tới 29 tuổi thì cái 27 tuổi thì tỷ lệ thụ tinh ở cái giai đoạn mà trứng rụng á, trước cái ngày trứng rụng 2 ngày á, của phụ nữ là tới 70%. Nhưng mà sau 27 tuổi, 28 tuổi trở đi thì cái tỷ lệ mà tinh nó chỉ còn lại tầm độ khoảng 50% thôi. Còn những cái ngày trước đó thì nó sẽ khoảng 10, 20, 30% kiểu vậy. Hoặc là sau cái ngày rụng trứng thì cái tỷ lệ nó chỉ còn khoảng 20-30% thôi. Rồi, vai trò của các học môn thì cái estrogen, rồi cái progesterone nó sẽ được chịu sự điều khiển của cái hormone FSH và LH. Hai cái hormone này thì nó lại chịu là của hormone của tuyến yên ha. Còn cái hai hormone này nó lại chịu sự điều khiển của cái gonadotropin, thì cái hormone này là cái hormone ở vùng dưới đồi. Tóm lại là nó có cái hệ thống là hệ thống dưới đồi, tuyến yên và buồng trứng, nó liên kết chặt chẽ với nhau ha. Nếu mà có bất cứ cái gì bất thường nó đều có thể gây ức chế ngược lại hết. Cái hormone LH là cái hormone chính để quyết định là cái trứng nào sẽ là cái trứng trộn để nó rụng. Bình thường á, một người phụ nữ trong một chu kỳ thì nó sẽ phát triển một lúc cả tầm khoảng 10 trứng, nhưng mà nó chỉ rụng khoảng 1 trứng thôi. Thì quyết định cái trứng nào rụng, cái trứng nào trộn đó là do cái hormone LH. Ơi, rối loạn kinh nguyệt là gì? Rối loạn kinh nguyệt là những triệu chứng biểu hiện của nhiều loại bệnh ha. Nó thể hiện cái sự bất thường của cái chu kỳ kinh nguyệt. Nó bất thường về thời gian hành kinh, về số lượng máu kinh cùng với lại các triệu chứng khác ha. Ví dụ như là cái thời gian hành kinh ngắn quá thì cũng là rối loạn. Thời gian hành kinh dài quá ha, ngắn hơn 4 ngày, dài là dài hơn 7 ngày. Rồi số lượng kinh ít quá thì cũng là rối loạn, một số lượng kinh nhiều quá thì cũng là rối loạn. Không có kinh ha, cũng là rối loạn. Các dạng rối loạn kinh nguyệt mà mình hay gặp: hội chứng tiền mãn kinh, hoặc là hội chứng tiền kinh nguyệt, hội chứng vô kinh, đau bụng kinh, rong huyết, hoặc là đa kinh. Đó là những loại rối loạn kinh nguyệt mình hay gặp. Rồi, các định nghĩa về rối loạn kinh nguyệt thì mình hay gặp ha. Đầu tiên là mình biết thế nào là dậy thì sớm. Tuổi dậy thì của một người nữ là từ 13 đến 16 tuổi. Nếu mà nữ giới bắt đầu có kinh từ trước 8 tuổi thì gọi là dậy thì sớm. Rồi, dậy thì muộn là nếu mà nữ đó bắt đầu có kinh sau 18 tuổi. Mãn kinh sớm bình thường á, phụ nữ thì tầm độ khoảng từ 45 đến 50 tuổi là mãn kinh. Nhưng nếu mà người phụ nữ đó xảy ra mãn kinh trước 40 tuổi thì gọi là mãn kinh sớm. Ha. Mãn kinh muộn là mãn kinh sau 5 năm tuổi. Kinh thưa là vòng kinh trên 35 ngày nhưng mà nó vẫn đều ha. Đó, bình thường thì chu kỳ của một người nữ là 28 đến 35 ngày. Có thể chấp nhận ở cái khoảng 22 ngày, nhưng mà nếu mà nó dài hơn 35 ngày thì là kinh thưa. Rồi kinh mau á là vòng kinh ngắn dưới 22 ngày nhưng mà nó vẫn đều ha, tức là chu kỳ nó ngắn hơn nhưng mà tính chất rồi các thứ nó vẫn đều nhau ha. Rồi vô kinh là không có kinh nguyệt từ 6 tháng trở lên. Rong kinh là cái thời gian hành kinh dài hơn 7 ngày. Rồi kinh ngắn là cái thời gian hành kinh nhỏ hơn 2 ngày. Kiểu kinh là máu kinh ra ít và ngắn ngày. Đa kinh, kinh nhiều là tổng lượng máu kinh trên 200ml hoặc là một ngày á ha. Bình thường thì chỉ có 50-80. Rồi kinh ít thì là số lượng máu kinh ra rất ít. Ta không cần đóng băng vệ sinh hoặc là băng vệ sinh hàng ngày thôi. Sản lượng kinh nó dưới 15ml cả chu kỳ. Rồi cường kinh là máu ra nhiều và kéo dài. Thống kinh là đau bụng kinh ha, nó có thể đau trước, trong hoặc là sau thành kinh. Rồi
vòng kinh không phóng loãng là cái vòng cái chu kỳ kinh mà không có sự phóng loãng, là không có chứng rụng á. Rồi hội chứng tiền kinh nguyệt hoặc hội chứng tiền mãn kinh là sự mất cân bằng của hormone estrogen và progesterone ha, nó sẽ có cái triệu chứng là bốc quả, đánh trống ngực, hồi hộp, mất ngủ, da khô sạm ha, hoặc là có thể kết hợp với béo phì. Hội chứng vô kinh là do bất thường của cái sự dụng trứng hoặc là dị tật bẩm sinh, hoặc do chế độ ăn uống sinh hoạt thì bệnh nhân này sẽ không có kinh nguyệt trong vòng 6 tháng. Rồi chống kinh là do mất cân bằng cái nội tiết tố ha, hoặc là một số những cái bệnh lý thực thể như là u xơ, u nang, lạc nội mạc tử cung. Cái lạc nội mạc tử cung là cái mà gây đau bụng kinh dữ dội nhất nha. Có thể có kèm hoặc là có thể nó là một cái hậu quả của một cái viêm nhiễm phụ khoa. Nói chung là bệnh nhân đau bụng kinh thì bệnh nhân sẽ có thể đau rất là dữ dội, đau như chuột rút ha, đau bụng dưới, có thể đau ra thắt lưng, đau la xuống chân và buồn nôn luôn. Rong kinh là do rối loạn cái nội tiết tố hoặc là có u xơ tử cung, u nang buồng trứng, nội nạc, lạc nội mạc tử cung ha. Đó, rồi về vô kinh ha, thì mình sẽ phân ra là vô kinh nguyên phát và vô kinh thứ phát. Vô kinh nguyên phát là khi mà bệnh nhân hơn 18 tuổi rồi mà vẫn chưa có chu kỳ kinh nguyệt nào cả. Vô kinh thứ phát là bệnh nhân đang có kinh bình thường, tự nhiên không có kinh trong vòng 3 tháng đối với vòng kinh đầu, với cái vòng kinh mà nó đều, trước giờ vẫn đều mà tự nhiên 3 tháng không có kinh thì gọi là vô kinh thứ phát. Còn những cái người mà vòng kinh không đều thì không có kinh trong vòng 6 tháng gọi là vô kinh. Vô kinh sinh lý là hiện tượng mất kinh khi đang mang thai hoặc là đã mãn kinh. Vô kinh giả là bế kinh do máu kinh nó không có chạy ra ngoài được. Có những người á, nhất là những cái người mà có kinh lần đầu á, cái màng kinh nó quá dày á, nó không có làm cho cái kinh nguyệt thoát ra ngoài được á. Có những người đó là vô kinh giả thôi. Nói chung là mình có thể coi tất cả các loại vô kinh trừ cái vô kinh sinh lý đều là một cái loại vô kinh bệnh lý cần tìm nguyên nhân để điều trị ha. Rồi nguyên nhân của vô kinh là gì? Thì vô kinh nguyên phát đa phần là do cái khuyết tật của cái đường dẫn máu, rồi do dậy thì muộn ha, hoặc là do bất thường về nội tiết tố, hoặc là do bất thường về di truyền á. Ví dụ như là nhân bị rối loạn nhiễm sắc thể, bị hội chứng tạc ngơ này. Nghe rối loạn là những sức khỏe bệnh nhân là tọc ngơ là có cái bộ gen là 45XO ha, là chỉ có một cái gen kích thôi ha. Biểu hình ra ngoài thì vẫn là nữ nhưng mà nó sẽ không có kinh nguyệt, rồi người lùn cổ ngắn mặc đẹp như vậy đó. Bệnh nhân này sẽ bị teo buồng trứng bẩm sinh ha, thiếu estrogen, bộ phận sinh dục teo nhỏ, vú không phát triển, lông không phát triển ha. Đó rồi có thể là bị teo tử cung bẩm sinh ha, như là cái bệnh Crutcher là bệnh nhân này có cái tử cung nó teo thành một cái dải nhỏ, teo tử cung, teo âm đạo ha. Nhưng mà cái buồng trứng thì lại bình thường, tính chất sinh dục bộ phận sinh dục ngoài thì bình thường. Hoặc là bệnh nhân có thể là bị ví dụ như cái người mà có cái bộ gen nó là những sức khỏe y á, nhưng mà cái kiểu hình thì nó lại là nữ mà. Nó là cái những cái người như kiểu tinh hoàn ẩn này, rồi những cái người mà bất thường về cái biểu hiện về kiểu hình á, thì mình nhìn kiểu hình là nữ nhưng mà những cái người đó là cả cuộc đời chưa hành kinh bao giờ hết, tới lúc đi xét nghiệm gen ra thì ra là mang cái nhiễm sắc thể là XY, tức là bản thân người ta là nam giới nhưng người ta lại biểu hiện cái kiểu hình bộ phận sinh dục ngoài là nữ giới. Hoặc là người ta tại vì không thấy bộ phận sinh dục ngoài là nam nên người ta mặc định là nữ. Cái người đó sống cả cuộc đời nghĩ mình là nữ không à, lấy chồng vô sinh không có con, xong rồi đi khám, mãi sau mới đi khám thì mới phát hiện ra bữa giờ 2-3 tháng trước có mấy cái vụ đó, 30-40 tuổi rồi mới đi khám mới phát hiện ra bản thân mình là mang những sắc thể y kiểu vậy. Rồi hoặc là những cái người mà có thể bị lao tử cung từ hồi nhỏ, bị từ sớm gây dính buồng trứng với tử cung, không có ra có kinh nguyệt ha, hoặc là bị những cái hội chứng thượng thận sinh dục, thiếu men ha, làm quá sản vọng thận,
tăng androgen á, làm người lùn thấp bé ha, đóng các đầu xương, nói chung là ức chế nó, vì nó tăng cái androgen này nó sẽ làm ức chế cái tuyến học môn của tuyến yên á ha, làm cho buồng trứng không hoạt động được đó. Rồi nguyên nhân của vô kinh thứ phát thì vô kinh thứ phát thì mình sẽ có là do dính buồng trứng tử cung sau nạo thai, sau lao, nãy cô có nói sau lao ha, rồi suy buồng trứng sớm, mãn kinh sớm, u buồng trứng, rối loạn những tiết tố, đó là những cái bệnh mà nó sẽ gây vô kinh thứ phát. Rồi, vậy để chuẩn đoán vô kinh thì mình sẽ cần làm gì? Với vô kinh nguyên phát thì mình sẽ cần phải hỏi triệu chứng cơ năng này, khám thì mình sẽ quan sát triệu chứng thực thể, những cái bất thường về đường sinh dục, bất thường về cái cơ quan sinh dục ngoài, khám lông mu, vú, đó, những cơ quan sinh dục ngoài ha. Rồi khám qua bệnh nhân có tử cung hay không. Rồi xét nghiệm thì tùy cái tình trạng mà mình, tùy cái nguyên nhân mà mình nghĩ tới mà mình đưa ra những cái xét nghiệm. Nhưng mà thường thì mình sẽ làm siêu âm ở bụng này, soi ở bụng này, hoặc là làm những sắc thể đồ. Cái vô kinh thứ phát thì mình cũng khám triệu chứng cơ năng, rồi triệu chứng thực thể, khám cận lâm sàng thì cũng sẽ siêu âm, nội soi, những sắc đồ, rồi là học môn. Nói chung là tìm những cái nguyên nhân mà có thể gây ra để loại trừ, điều trị nó được thì điều trị. Rồi rong kinh ha. Rong kinh là hiện tượng mà kinh có đúng kỳ nhưng mà kinh sẽ kéo dài trên 7 ngày, lượng máu ra nhiều. Rong kinh là cái kinh nó có đúng chu kỳ nhưng mà cái thời gian hành kinh nó kéo dài và lượng máu nó có thể nhiều hoặc là ít hoặc là trung bình ha. Nói chung là rong kinh chỉ là thời gian hành kinh nó kéo dài thôi. Nếu mà cái lượng máu nó ra nhiều hơn thì mình sẽ gọi là cường kinh. Nguyên nhân của cái rong kinh thì thường là do cường estrogen nhé, hoặc là do rối loạn đông cầm máu. Chẩn đoán thì chủ yếu là mình định lượng cái estrogen. Đôi khi một số phụ nữ bị những cái rối loạn về cấu trúc như là polyp tử cung này ha, thì cũng sẽ gây ra cái rong kinh. Rong kinh thì nó khác với rong huyết ha. Rong huyết thì nó là hiện tượng cái máu nó ra, nó chạy ra ngoài chỗ âm đạo nhưng mà nó không có chu kỳ gì cả ha, rồi nó kéo dài và không có cái chu kỳ phóng loãng nha. Có thể bị nhầm với lại cái kinh nguyệt không đều. Ở phụ nữ mang thai á, cái rong huyết nó có thể là một cái dấu hiệu của dọa sảy thai. Thai trứng là một cái tình trạng ung thư tử cung á, hoặc là thai ngoài tử cung, nhau tiền đạo. Rồi nếu mà phụ nữ không mang thai thì rong huyết nó có thể là cái triệu chứng của một cái u sơ tử cung, polyp ở tử cung, viêm loét âm đạo ha, hoặc lao sinh dục, hoặc là những cái bệnh ác lý, bệnh tính ác lý của đường, bệnh lý ác tính của đường sinh dục ha, hoặc là bệnh nhân đã bị rối loạn đông máu. Nói chung là chẩn đoán được rong kinh hay rong huyết thì mình cần phải xác định được là máu này chảy ra từ niêm mạc âm đạo hay không, rồi xong khám thực thể để loại trừ những cái nguồn chảy máu khác, chẳng hạn như là máu đó là có phải từ trực tràng không, từ búi trĩ hay không, từ bàng quang hay không, hay là đúng là từ tử cung nha. Rồi nói chung là những, tóm lại những cái nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt thì nó sẽ có những cái nhóm nguyên nhân chính sau. Đầu tiên đó là do mất cân bằng nội tiết tố, thứ hai là do uống các thuốc tránh thai, rồi thứ ba là do rối loạn tiền mãn kinh, thứ tư là chế độ ăn uống, thứ năm là rối loạn sau sinh, và một cái quan trọng nữa là do di truyền, do gen nha. Đây là các yếu tố nguy cơ của cái rối loạn kinh nguyệt. Ví dụ như bệnh nhân này tăng giảm cân đáng kể thì cũng là một cái nguy cơ rối loạn kinh nguyệt. Tập thể dục quá mức, ăn uống kém, hút thuốc lá, sử dụng những chất kích thích như là ma túy, cà phê, rượu ha, là cũng gây rối loạn kinh nguyệt. Căng thẳng, thuốc tránh thai ha, đó là những cái nguyên nhân gây ra rối loạn kinh nguyệt mà nó là bệnh lý bất thường. Còn cái nuôi con bằng sữa mẹ thì nó cũng sẽ làm rối loạn kinh nguyệt, nhưng mà cái rối loạn kinh nguyệt này thì nó không có ảnh hưởng gì tới tới sức khỏe hết.
Rồi, hội chứng tiền mãn kinh thì bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng của rối loạn tiền mãn kinh như là da làn da thì sạm, nám, tàn nhang, khô nhăn, sạch sẽ, mất độ đàn hồi, vóc dáng thì sẽ tăng cân rất là nhiều, béo bụng, ngực sườn sạch sẽ, mất độ săn chắc, rồi khô âm đạo, giảm ham muốn, rối loạn kinh nguyệt, dễ bị viêm nhiễm sinh dục hơn. Tâm lý thì sẽ hay cáu gắt, nổi nóng vô cớ, khó kiềm chế được cảm xúc, ha, nóng trong người, nóng phừng mặt, hay bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, đau nhức xương khớp, đó là hội chứng tiền mãn kinh. Rồi nguyên nhân của hội chứng tiền mãn kinh là do mất cân bằng cái học môn, do mất cân bằng của cái estrogen và cholesterol, do cái số lượng trứng nó suy giảm, làm thay đổi cái niêm mạc của tử cung, trứng thì dục bất thường gây đến rối loạn kinh nguyệt. Mình thấy rằng cái nồng độ estrogen và cholesterol ở cái lứa tuổi khác nhau là nó thay đổi rất là nhiều. Cái độ tuổi mà trước 35 là cholesterol với estrogen là nó nhiều nhất, tới hồi mà sau 40 là nó bắt đầu giảm, tới tầm độ khoảng 40 45 á, nó sẽ không cái giai đoạn mà nó tăng lên đột ngột ha, người hay gọi là hồi xuân đó. Sau đó là nó sẽ mất thực sự, là nó sẽ giảm dần, nó mất thực. Còn một số cái rối loạn kinh nguyệt liên quan đến chu kỳ kinh như là thống kinh này, đau bụng kinh nhé, rồi buồng trứng đa nang. Cái buồng trứng đa nang là cái mà mọi người hay nghe nhiều ha, và đây là một nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt nhiều nhất. Thì cái cơ chế mà của bị buồng trứng đa nang thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng mà người ta sẽ thấy rằng những cái người ở bị buồng trứng đa nang đa phần có kháng insulin, tăng sản xuất androgen và tăng cái sản xuất estrogen, do cái hóc môn của tuyến yên nó bị ảnh hưởng ha. Hoặc là những người bị béo phì này ảnh hưởng đến cái buồng trứng đa nang. Rồi những người bị buồng trứng đa nang thì sẽ có những cái triệu chứng như là tăng hoạt tính của androgen này, kháng insulin này, dễ bị tiểu đường này, rối loạn kinh nguyệt này, rồi rối loạn về tâm lý như là lo âu, trầm cảm và béo phì. Thuốc tránh thai, ăn thuốc thuốc tránh thai nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái hóc môn sinh dục, như là cái thuốc ức chế thuốc có estrogen này, nó sẽ ức chế LH ha, ức chế buồng trứng sản xuất ra androgen nha, không sản xuất được hóc môn sinh dục thì nó sẽ giảm được cái estrogen, giảm testosterone ha, điều hòa được cái chu kỳ kinh nguyệt và mụn trứng cá. Nhưng mà nếu mà mình dùng một quá trình lâu dài thì sẽ ảnh hưởng cái cách ngược lại nha. Rồi cái thuốc tránh thai có cholesterol thì nó sẽ gây chảy máu kinh nguyệt. Đây là các nhóm thuốc tránh thai, mục đích điều trị, rồi các cơ chế tác dụng mọi người tham khảo, rồi ảnh hưởng của rối loạn kinh nguyệt đến sức khỏe ha. Thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng tới tâm lý này, mệt mỏi khó chịu này, ảnh hưởng đến nhan sắc này, bệnh nhân sẽ thiếu máu này, khó thụ thai này, và đó là một trong những cái dấu hiệu mà cảnh lý những bệnh lý nguy hiểm nhé. Nói chung là ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề về chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến cái khả năng mang thai rồi sinh nở. Về y học cổ truyền, cái rối loạn kinh nguyệt á, hay còn gọi được là bệnh nguyệt kinh, thì nó gồm các chứng đó là thống kinh, lế kinh, băng lậu, kinh trở, kinh trễ và kinh loạn. Thì nói chung là một người phụ nữ bình thường á, cái tử cung nó là một cái cụ kỳ hằng mà, đúng không? Nó là một cơ quan chuyên biệt để chủ trị việc sinh nở và có con. Đây là cái nơi xuất phát của cái mạch xung nhâm nha. Mạch xung thì là bể của huyết, còn mạch nhâm là trụ về bào thai. Nói chung là phụ nữ tới năm bắt đầu dậy thì là mạch xung nhâm nó vượng nhất. Tới 49 tuổi thì khí huyết mạch xung nhâm suy yếu dần, dẫn tới thiên khí suy, rồi kinh nguyệt nó sẽ dừng. Nguyên nhân của cái rối loạn kinh nguyệt thì mình sẽ có 3 nhóm nguyên nhân chính. Đó là nguyên nhân là ngoại nhân ha. Nguyên nhân ngoại nhân đó là những phong hàn thấp. Rồi nguyên nhân bất nội ngoại nhân là do ẩm thực thấp điều, ăn uống không đầy đủ này. Rồi do nội thương, bệnh nội thương lâu ngày, tổn thương can tỳ thận. Rồi do tình khí thất điều, nóng giận, cáu gắt. Nói chung là tất cả những cái nguyên nhân này này làm cho khí huyết của mạch xâm nhâm và bào cung nó mất điều hòa, nó làm cho bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt.
Rồi, hoặc là những cái bệnh lý tại ba tạng như tại bốn tạng như là tâm, tỳ, can, thận đều ảnh hưởng tới những cái bệnh lý về bào cung. Tại vì tâm thì chủ huyết, tỳ thì thống nhất huyết và sinh huyết, can thì tàng huyết, mà thận thì chủ tiền âm, hậu âm và tiền thận sinh tinh ha. Nên là nói tóm lại là bốn những cái bệnh lý của bốn cái tạng đó đều có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt nha. Rồi, kinh nguyệt, rối loạn kinh nguyệt thì cái kinh nguyệt trước kỳ hay là kinh sớm? Kinh tới sớm nó là cái tình trạng mà kinh đến sớm hơn ngày bình thường. Ví dụ như bình thường chu kỳ nó là 30 ngày thì tháng này là kinh nó tới sớm mất 5 ngày. À, ví dụ vậy, hoặc nó tới sớm mất 10 ngày, 20 ngày nó đã tới rồi. Rồi, nguyên nhân là do huyết nhiệt hoặc là do khí hư ha. Bệnh danh thì mình hay gọi cái bệnh danh đó là kinh tạo hoặc là kinh thủy thiên tỳ. Kinh nguyệt tới trước kỳ á, kinh tới sớm á, thì mình sẽ phân làm các thể sau. Đầu tiên đó là thể huyết nhiệt hay là thể trực nhiệt, thì nguyên nhân là do bệnh nhân ăn nhiều thức ăn cay nóng hoặc là do bệnh nhân cảm thấy nhiệt tà gây ra huyết tích, nói chung là do nhiệt nó tích ở trong huyết đó. Thì dẫn tới những cái triệu chứng như là kinh thì tới sớm hơn bình thường, lượng kinh ra nhiều, sắc thì đỏ tía, có cục máu đông, mặt thì đỏ, môi khô đỏ, tính tình thì dễ cáu giận, đi cầu thì táo bón, tiểu đỏ, thích mát, sợ nóng, nói chung triệu chứng đặc trưng của một cái thực nhiệt đó ha, mặt thì hoạt sát. Kinh nguyệt tới sớm mà thể huyết ứ là cái kinh tới sớm nhưng mà lượng ít, sắc kinh thì bầm tím và có cục máu đông. Bệnh nhân này sẽ thấy đau bụng nhiều, nhất là bụng trướng đầy đau ở cái phần bụng dưới, lưỡi nhạt xanh và có điểm ứ huyết, mạch thì hư tế xác. Thể huyết uất thì kinh nguyệt đến sớm, lượng ít và đỏ. Sắc kinh thì khi hành kinh nó sẽ không có thuận lợi lắm nha. Trước khi hành kinh bệnh nhân sẽ thấy sưng đau hai cái ngực đó, cái vú, cái bầu ngực đó. Hoặc là có nóng trong người, đổ mồ hôi trộm. Sắc mặt thì xanh vàng, gò má đỏ hồng, tinh thần thì uất ức, hồi hộp, tức ngực, đau tức không sườn, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch thì tế xác. Kinh nguyệt đến sớm mà thể đờm nhiệt thì kinh đến sớm hơn bình thường nhưng mà lượng nhiều, sắc kinh thì đỏ kèm theo với có cái đới hạ màu vàng trắng lẫn lộn. Bệnh nhân sẽ chướng bụng, ngực phiền, hoa mắt chóng mặt, uể oải, miệng nhớt đắng, nôn ọe, nôn nhiều đờm trắng vàng, rêu lưỡi trắng nhờn vàng, mạch thì hư hoạt sắc. Rồi thể khí hư của kinh nguyệt tới sớm thì do hư nhược cơ thể, hư nhược dinh dưỡng kém, khí huyết nó ảnh hưởng đến cái mạch xung nhâm á, thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là kinh đến sớm, sắc loãng, da trắng mỏng, chất lưỡi thì hồng rêu nhớt, tinh thần thì uể oải, đau lưng, mạch thì hư nhược vô lực. Rồi kinh nguyệt tới sớm mà thể hư nhiệt thì do cái bệnh nguyên là âm hư hỏa vượng, huyết kém ha, làm nhiệt nó bốc lên ha, âm hư thì hỏa nó vượng mà, làm cho cái kinh nguyệt nó sẽ tới sớm, lượng thì sẽ ít. Rồi sắc da sẽ đỏ, gò má đỏ, rêu lưỡi vàng khô, môi lở, táo bón, tiểu vàng, hoa mắt chóng mặt, âm phiền và bạch tế xác. Kinh nguyệt tới sau kỳ thì kinh nguyệt sẽ tới chậm hơn cái chu kỳ bình thường là 7 ngày. Nhưng bình thường muộn nhất là 35 ngày thì cái chu kỳ này nó sẽ là 42 ngày trở lên. Vì phần nhiều là do bệnh nhân bị nhiễm hư hàn hoặc là đờm thấp hoặc là huyết nhiệt, huyết hư, huyết ứ. Cái chứng mà mình gặp có gọi là kinh trễ, kinh trì hay là hành kinh hậu kỳ hoặc kinh sục.
Nguyên nhân thì do cái bệnh lý nội thương cái cơ địa. Đó, thể hư hàn thì do nội thương lâu ngày hoặc là do cơ địa dương hư sẵn á. Triệu chứng thì kinh đến muộn, sắc nhạt, lượng ít, màu xám đen, da xanh bạc, môi nhợt, thích ấm sợ lạnh, đau bụng, thường ấm thì dễ chịu, chân tay lạnh, hồi hộp. Bệnh nhân sẽ hoa mắt, chóng mặt, đoán hơi, tinh thần uể oải, mạch trầm trì hoặc là vi tế. Huyết ứ, nguyên nhân là do cái huyết nó ngưng trệ, nó không lưu thông, làm cho cái kinh nó tới muộn. Thường thì sẽ thì kèm theo với đau bụng kinh. Triệu chứng thì kinh tới muộn, lượng ít, sắc tím đen, có máu cục. Kinh thì sắc da thì sẽ sạm, mụn thì đầy trướng. Đại tiện táo, tiểu đỏ ít, mạch trầm tế xác. Rồi, kinh nguyệt đến muộn, thể huyết hư là do cơ thể gầy yếu lâu ngày, kinh nguyệt nó không có đủ thì nó sẽ tới muộn. Thì triệu chứng là kinh tới muộn, lượng ít, sắc nhợt loãng, da xanh trắng, khô, bóng nhợt, đau lưng, mỏi gối, đoạn hơi, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, lưỡi nhợt, rêu ít, mạch tế xác hoặc là hư tế. Rồi, thứ tiếp là thể đờm trở, nguyên nhân là do cơ thể béo bẹo này, âm khí nhiều, đờm ở bên trong cơ thể nó không có chuyển hóa được, nó làm bế tắc kinh mạch dẫn tới kinh nguyệt đến muộn. Thì triệu chứng là kinh tới muộn ha, lượng kinh thì nhiều hoặc ít, cái đấy không có cố định. Tắc kinh thì nhợt, có nhiều cái đới hạ màu vàng hoặc trắng, ngực sườn căng tức hay buồn nôn, nôn ăn kém thì miệng nhờ rêu, lưỡi trắng, mạch huyền hoạt. Rồi, thể khí uất thì nguyên nhân á là do kinh nguyệt tới trễ, do khí huyết nó ngưng trệ, nó uất lại. Triệu chứng thì là kinh ít, chu kỳ tới muộn, hành kinh không thông suốt, trước khi hành kinh thì sẽ đau bụng dưới, còn tinh thần thì không thoải mái, bực bội, cáu gắt, ngực sườn đầy tức, lưỡi thì sẽ trắng, mạch thì huyền tắc. Ở kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt không đều là kinh lúc tới sớm, lúc tới muộn, lúc tới đúng. Nguyên nhân thì do bệnh nội thương lâu ngày hoặc là do tình trí thất thường làm rối loạn các công năng của các tạng phủ như là can, tỳ, thận. Đó, quan trọng nhất là cái can, tại vì can nó không có dưỡng huyết, không có bình can dưỡng dáng được á, ha, làm cho khí nó nghịch lên. Rồi bệnh danh nó là kinh loạn hoặc là kinh kỳ xuyên, nguyệt kinh xuyên kỳ. Lâm sàng thì cái này mình sẽ hay gặp nhất ở cái thể là can khí uất kết, thì là do tính tình á, do cái tình trí thất thường uất ức làm cho can khí không thông suốt, không có điều đạt được, gây ra cái ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt sớm muộn thất thường. Triệu chứng thì bệnh nhân là kinh lúc có sớm lúc có muộn, lượng thì lúc ít lúc nhiều, kinh đi thì sức không thông, thì sắc đỏ, có cục máu đông. Bệnh nhân sẽ đau bụng trước lúc hành kinh hoặc là lúc bắt đầu, đau từ vùng bụng dưới lan lên phần ngực sườn. Lúc mà hành kinh thì cái ngực sườn sẽ rất là đau căng. Bệnh nhân sẽ kèm theo cầu táo bón, tinh thần thì u uất, sắc mặt thì sẽ không tươi, lưỡi nhợt, rêu, lưỡi mỏng, mạch thì huyền tế. Rồi, kinh nguyệt không đều thể tỳ khí hư, nguyên nhân là do cơ thể hư nhược, tỳ khí suy yếu, không có vận hóa được thoát ra, không có sinh được huyết, nó ảnh hưởng đến tới cái kinh kỳ. Nếu mà bệnh nhân vẫn còn ăn được thì lúc cái kinh nó ra thường như vậy thì nó có thể nhiều, hoặc là tới sớm. Còn nếu mà tới cái giai đoạn sau rồi bệnh nhân ăn không nổi nữa thì kinh nó sẽ tới muộn và lượng ít.
Rồi, triệu chứng khi kinh nguyệt không đều, lượng ít, sắc da vàng, xanh, da thịt thì mềm, nhão, mệt mỏi, tay chân lạnh, bệnh nhân thì đoạn khí thích nằm, hay chóng mặt, hồi hộp, đau chướng bụng, miệng nhạt không ngon, tiêu lỏng, lưỡi thì nhớt, rêu trắng mọng, mạch thì trì nhược. Rồi, thể thứ tiếp là thể can thận âm hư, nguyên nhân là do thiên khí suy hoặc là bệnh nội thương lâu ngày làm tổn thương can thận. Thì triệu chứng là kinh nguyệt không đều nhé, sắc kinh thì sẽ nhợt trong loãng, sắc mặt thì sẽ sạm đen ù tai, chóng mặt, đau lưng mỏi gối, đau bụng dưới, nói chung là triệu chứng của thận âm hư nhé. Ở can hư, bệnh nhân tiểu nhiều, mạch thì trầm nhược. Rồi, kinh nguyệt không đều, thể huyết ứ, do ứ huyết không có lưu thông làm cho huyết mới sinh ra không có lưu thông được tới kinh mạch, làm cho kinh tới sớm hơn bất thường. Thì triệu chứng bệnh nhân sẽ đau bụng trước kinh, bụng đau căng tức, nổi gò cứng. Kinh nguyệt mà nó ra thì sẽ thấy là kinh nguyệt màu đen, có cục máu đông. Ra được kinh nguyệt thì nó sẽ đỡ đau hơn. Khi có khi kinh nó sẽ ra vị rã. Rồi, sắc mặt sẽ xanh tím, da khô táo. Bệnh nhân này sẽ đau tức ngực sườn nha. Rồi mạch thì trầm sát. Rồi, lớp nghỉ giải lao tới 7:15 mình vô học tiếp ha, bài nó dài quá. 7:15 mình vô học tiếp phần y học cổ truyền với lại phần điều trị ha. Hãy mình học tới phần kinh nguyệt không đều rồi đúng không lớp ha? Giờ mình học đến phần kinh nguyệt nhiều nha. Rồi, kinh nguyệt nhiều là khi mà cái lượng kinh nguyệt á, nó ra nhiều hơn bình thường, nhưng mà cái chu kỳ thì không thay đổi. Cái y học cổ truyền mình gọi cái hiện tượng này gọi là cái đa kinh. Còn rong kinh thì nó sẽ lớn, cái số ngày hành kinh nó sẽ lớn hơn 5-7 ngày. Cường kinh nếu mà số lượng kinh quá nhiều. Nguyên nhân thì do cái mạch xung nhâm nó bị nhiễu loạn á, huyết hải không có cố nhiễu được ha, dẫn đến kinh bị chảy máu nhiều. Thì các thể bệnh thì mình có thể huyết nhiệt là lượng kinh nhiều, sắc màu hồng thẫm, mùi tanh, có cục máu bầm, sắc mặt thì đỏ, môi hồng miệng đắng, hai lưỡi đỏ, ngực đầy tức, bứt rứt khó thở, bứt rứt khó ngủ, tiểu vàng đục ha, có bạch đới và mạch thì hoạt sát. Thể khí hư thì khí hư không thấm nhất được huyết đã sinh tới huyết nhiều nhưng mà sắc nó sẽ nhạt, mặt thì trắng nhợt bóng, lưỡi thì hồng nhợt rêu mỏng, tẻo oải ha, mệt mỏi đoạn hơi, mạch thì hư yếu. Thể đờm trở thì kinh lượng nhiều, sắc nhạt dẻo dính, ha, cơ thể thì mập, bứt rứt nóng bức trong người, ngực sườn đầy tức, mạch thì huyền hoạt. Thể kinh nguyệt lượng ít thì do cái kinh nguyệt không thông, lượng ít hơn bình thường, mệnh danh là thiểu kinh, nguyệt kinh quá thiểu hay là kinh ít. Nguyên nhân là do vinh âm bất túc ha, huyết hải trống không, mạch xung nhâm không hành, huyết không thông. Thì thể huyết hư thì kinh đi không thông lợi, lượng ít, sắc nhợt, da xanh nhợt, ù tai hoa mắt chóng mặt, đau lưng mỏi gối, lưỡi nhợt, mạch hư tế. Rồi thể huyết ứ thì kinh cũng không thông, lượng ít nhưng mà có máu cục. Trước khi hành kinh thì đau bụng căng tức ha, ra được kinh thì bớt đau. Kinh có khi chảy rỉ rả, có khi thì tắc hẳn. Mà mặt thì lưỡi thì có điểm ứ huyết, mạch thì trầm sát. Mở đi. Tự mở đi Hà ơi. Rồi, thể đờm trở
thì đờm thấp nó ngăn trở cái đường đi của kinh nguyệt nữa, nên là kinh nguyệt sẽ được ít tắc nhờ. Cơ thể thì to béo ha, phiền tức ở trong ngực, ở bụng trướng ăn ít, có triệu chứng là buồn nôn, nấc cục, bạch đới, lưỡi nhợt, rêu trắng nhờn, mạch thì hoạt sát. Rồi thể bế kinh nha. Bế kinh thì là tình trạng là tới cái kỳ kinh á, mà kinh nguyệt nó không ra hoặc là đang ra nửa chừng thì ngưng hẳn luôn á, và ngưng trong vòng 3-6 tháng ha, thì gọi là vô kinh, bệnh danh là vô kinh hoặc bế kinh ha. Nguyên nhân là do thực chứng thì là thực tạt, còn hư chứng thì là do âm huyết bất túc, huyết hư hoặc vì vị hư. Thì bế kinh thể huyết khô, thì kinh nhợt lượng ít, tinh thần mệt mỏi uể oải, da xanh nhợt, người gầy khô, đau lưng mỏi gối, ha, mạch hư tế. Rồi thể huyết ứ là kinh đi không thông, rồi bụng dưới căng tức, đè vào thì đau hơn, tiêu bón tiểu ít, lưỡi có điểm ứ huyết, mạch trầm. Rồi thể hàn ngưng là kinh nguyệt tắc hẳn, ha, đau lưng mỏi gối, lạnh, sợ lạnh, mạch trầm trì. Thể huyết nhiệt thì kinh nguyệt nó sẽ đến trước kỳ, xong rồi nó tắt hẳn, không có ra nữa, mặt thì vàng, gò má đỏ, tâm phiền, miệng đắng, lưỡi đỏ, rêu khô, nứt, mạch huyền tế sát. Nói chung là những cái thể huyết nhiệt là do uất nhiệt lâu ngày, làm cho cái tinh thần nó uất ức nha, đau tức không sườn, sườn đầy tức, mạch thì tế sát. Thể đờm trở thì thường kỳ kinh nó không có cố định ha, lượng nhiều tắt hẳn đi, mất mấy tháng. Bụng thì đầy tức, tâm phiền, hay nôn ói, đờm nhiều, có bạch đới, sắc mặt thì sẫm, miệng lợt, rêu lưỡi trắng nhờn, mạch huyền hoạt. Rồi thể khí uất thì kinh nó đi sai kỳ rồi ngưng, có đới hạ, sắc mặt sẫm, tinh thần uất ức, đau tức ngực sườn, rêu lưỡi trắng mọng, mạch huyền sát. Rồi thể tỳ hư thì do kinh kỳ không đúng, lượng ít nhợt, rồi tắt, sắc mặt vàng, phù thủng, tay chân mệt mỏi uể oải, không có sức, chóng mặt hồi hộp, bụng dưới đầy trướng, rêu trắng nhớt, mạch hư trì. Rồi cái dạng bệnh cuối cùng mà mình gặp đó là bệnh băng lậu. Băng là tình trạng là máu đột ngột hòa xuống như nước, lậu là máu chảy rỉ rả mãi không dứt. Nói chung băng lậu nó là hai cái tình trạng chung giống nhau luôn, nhưng mà băng thì nó nặng hơn là lậu nha. À, thì cái bệnh danh là băng lậu rong huyết hoặc là băng trung lậu hạ. Nguyên nhân thì chủ yếu là do tổn thương hai mạch xung nhâm, không có cố nhiếp được huyết, dẫn tới huyết hư hàn, hư nhiệt, thất nhiệt và khí uất. Thì cái băng lậu này là mình hay gặp trong mấy cái người phụ nữ sau sinh, sau sinh mất máu nhiều, máu xối xuống như nước, bể tử cung hoặc là bong niêm mạc, và dẫn tới có thể là tử vong sau sinh luôn. Rồi, thể băng lậu thì thể hư hàn, nếu bắt thiên về huyết hư thì là do bệnh nhân bị băng lậu lâu ngày, máu huyết nhợt, ra máu nhiều lâu ngày ha, người bệnh nhân rất mệt mỏi, không có sức. Rồi thiên về khí huyết đều hư luôn thì cũng là băng lậu lâu ngày, cơ thể suy nhiệt kèm theo triệu chứng của khí huyết hư. Khí hư không thì sẽ có triệu chứng của khí hư như là mệt mỏi, đoạn khí, không muốn ăn, lưỡi nhợt, đeo mỏng. Rồi thiên về hàn thì bệnh nhân bị băng lậu lâu ngày, nước nó cứ, máu nó cứ chảy rỉ rả như là nước đậu á, bụng dưới thì lạnh, đau, sợ lạnh, sắc mặt lại trắng nhợt, người gầy khô, mạch trầm trì. Rồi nếu mà có thể hư hàn do thận dương hư thì đới hạ liên miên kèm theo triệu chứng tiêu chảy như canh tả, tiểu dầm hoặc là tiểu nhiều, tiểu đêm. Sắc mặt thì sạm tối, tay chân lạnh yếu, đau lưng, mỏi đùi, lưỡi nhợt, rêu mỏng, mạch vi trầm. Rồi, bệnh cảnh hư thoát
thì sẽ là cái kiểu như là bệnh gần tới muốn dẫn tới tử vong luôn ấy. Thì huyết sẽ băng ồ ạt, chóng mặt, bệnh nhân toát mồ hôi, người hồi hộp, sắc mặt tối, miệng thì há, chi thì lạnh, thở thì yếu, thần sắc thì tối tăm mơ hồ, mạch thì vi tế muốn tuyệt, thể này là sắp đi rồi đó. Rồi, băng lậu thể hư nhiệt, ha nãy là hư hàn, này là hư nhiệt. À, do cái bệnh âm hư lâu ngày sinh nội nhiệt ha. Nếu mà huyết hư lâu ngày cũng có thể sinh nội nhiệt được. Thì huyết hư lâu ngày thì kinh nó sẽ, cái máu ra sẽ sắc tím được nhiều và kèm theo triệu chứng của hư nhiệt. Rồi nếu mà thận âm hư lâu ngày thì sẽ kèm theo triệu chứng của thận âm hư như là âm hư thì sốt về chiều nóng, ngũ tâm thiền nhiệt, lòng bàn chân nóng, thận hư thì đau lưng mỏi gối ha, mất ngủ, ù tai, mạch thì hư sát. Rồi nếu mà thấp, thể thấp nhiệt là thiên về thấp thì băng lậu sẽ ra rất nhiều chất nhờn, tinh thần thì mê mệt nặng nề, đầu căng ngực bụng sườn đầy tức, mắt sưng mí mắt nặng, da vàng, hiện nhớt, ăn kém tiêu lỏng, mạch thì nhu hoạt. Rồi thấp nhiệt mà thiên về nhiệt á thì băng lậu sẽ ra rất nhiều sắc tím hồng đặc, mùi hôi tanh, mà sắc mặt thì nhờn, bứt rứt khó ngủ, tiểu vàng xẻng, mạch thì hoạt sát. Rồi thể huyết ứ thì mình sẽ có huyết ứ và khí uất ha. Huyết ứ thì huyết lậu hủy hủy lâu ngày, sắc máu thì nó sẽ thành cục màu màu tím thẫm, ha, lưỡi có điểm ứ huyết, mạch trầm sát. Khí uất thì kinh đi sai kỳ, sắc huyết tím, lưỡi nhợt, mạch huyền sát. Như thường thể khí uất nó sẽ kèm thêm đau tức không sườn. Rồi về điều trị thì nguyên tắc điều trị thì bên Tây y á mình sẽ tìm chẩn đoán được nguyên nhân, nếu nguyên nhân nào cần can thiệp ngoại khoa thì can thiệp ngoại khoa, ví dụ như là u xơ tử cung, như lạc nội mạc tử cung kiểu vậy. Rồi những nguyên nhân nào không điều trị được nội khoa thì điều trị nội khoa, còn gọi là kết hợp với điều trị tâm lý. Rồi nói chung là như bệnh nhân bị vô kinh thì tùy nguyên nhân, ngoại trừ những nguyên nhân sinh lý thì tìm những nguyên nhân bệnh lý và điều trị theo cái nguyên nhân bệnh lý mà mình tìm được. Ví dụ như là bệnh nhân nạo phá thai nhiều nó dính cổ tử cung thì phải long cổ tử cung, do lao sinh dục thì phải điều trị lao, do học môn thì điều trị học môn ha, do ăn uống kém thì phải điều trị về đường ăn uống và phải kết hợp với ăn uống và liệu pháp tâm lý. Trong kinh dòng huyết thì cũng tùy vào nguyên nhân mà điều trị ha. Tuy nhiên tuổi trẻ có thể dùng học môn, sinh dục như là estrogen, progesterone. Độ tuổi tiền mãn kinh thì tìm nguyên nhân rồi nạo buồng tử cung, rồi những cái nguyên nhân thực thể khác ví dụ như là polyp này, lạc nội mạc tử cung này. Những nguyên nhân mà không điều trị được ví dụ như là tắc nơ rồi tinh hoàn ẩn này, ví dụ như nam giới tinh hoàn ẩn mà có kiểu hình của nữ, nếu mà người ta có nhu cầu sống theo kiểu hình của nữ là nữ giới thì mình có thể cắt tinh hoàn, phẫu thuật cắt tinh hoàn rồi điều trị hormone, bơm tiêm hormone estrogen á đó. Đó. Nhưng người đó nếu mà không có tử cung thì người ta cũng vẫn sẽ không có kinh nguyệt nha. Rồi đau bụng kinh thì sẽ phải điều trị thuốc này, phương pháp tập thể dục này, rồi điều trị tìm nguyên nhân thực thể gây đau mà điều trị nhá. Rồi về ăn uống và dinh dưỡng, nói chung lối sống thì nên ăn những thực phẩm nhiều sắt ha, rồi những cái loại thực phẩm có nhiều vitamin đó, hạn chế những cái thực phẩm có chất kích thích, cay nóng, rượu bia, thuốc lá, caffeine. Rồi không được thức khuya, không nên stress. Theo y học cổ truyền thì mình điều trị kinh nguyệt
tới trước kỳ thì thể huyết nhiệt, pháp trị của mình sẽ là thanh nhiệt lương huyết điều kinh. Mình dùng bài thuốc là tứ vật cầm liên thang ha. Thì bài này mình sẽ dùng đương quy, có tác dụng là dưỡng hoạt huyết, dưỡng huyết điều kinh, trục ứ sinh tân làm quân, kinh địa thì tư âm bổ huyết tàng thần, bạch thược thì là dưỡng tam huyết hòa doanh, xuyên khung là hành khí hoạt huyết, hoàng cầm thanh thất nhiệt, hoàng liên thanh nhiệt đại độc. Rồi thể huyết ứ thì mình sẽ dùng pháp trị là hoạt huyết khử ứ và điều kinh. Mình dùng bài thuốc đó là tứ vật đào hồng gia giảm. Bài tứ vật đào hồng thì mình sẽ có tứ vật là xung quy thục thược ha. Đó, thì mình có đương quy sẽ làm quân, có tác dụng dưỡng huyết hoạt huyết điều kinh, rồi thêm đào nhân hồng hoa là để phá huyết trục ứ hoạt huyết. Rồi kinh nguyệt tới trước kỳ thể khí hư thì mình pháp trị là bổ khí cố kinh. Mình dùng bài thuốc là bổ khí cố kinh hoàn. Đó, bài thuốc này thì mình có đương quy cũng làm quân luôn. Nói chung những cái bệnh về kinh nguyệt khí huyết thì mình dùng đương quy làm quân là nhiều ha. Thì cũng có tác dụng, đương quy có tác dụng dưỡng huyết hoạt huyết điều kinh này làm quân. Còn xích thược với xuyên khung thì hành khí hoạt huyết thông kinh hòa doanh, rồi sinh địa là tư âm bổ huyết bổ thận đó. Đào nhân hồng hoa là hoạt huyết phá ứ. Cái này là nhầm bài đào hồng tứ vật rồi, lát nữa cô sẽ sửa lại bài này nha. Thể hư nhiệt pháp trị của mình sẽ là dưỡng âm thanh nhiệt lương huyết điều kinh. Mình dùng bài lưỡng địa thang thì mình có a dao, bạch thược, hữu quốc bì, huyền sâm và mạch môn. Thì a dao nó là bổ âm ha, bổ âm sinh tân, rồi huyền sâm cũng là bổ âm sinh tân này. Nói chung là bài này có nhiều vị là bổ âm dưỡng huyết sinh tân. Rồi thể đờm hấp thì pháp trị của mình là tiêu đờm tử ứ điều kinh. Mình dùng bài tinh khung hoàn. Bài tinh khung hoàn thì có nam tinh, xuyên khung, thương chuột và hương phụ. Thì nam tinh có tác dụng là khu phong hóa đờm, xuyên khung là hành khí hoạt huyết, hương phụ là hành khí mai uất và điều kinh. Kinh nguyệt trước kỳ mình châm cứu thì mình sẽ châm những cái huyệt có tác dụng điều khí huyết á. Thì mình sẽ châm những cái huyệt chủ về kinh mạch nhâm và cái kinh âm ha. Đó, đi rồi những huyệt trên kinh can tỳ thận này, rồi hoặc một số những huyệt đặc hiệu như là khí hải tam âm giao là huyệt để bổ khí cân bằng khí huyết, thiên su với quy lai là để cho có cái kinh nó kỳ kinh nó tới đúng kỳ ha. Rồi thái sung và thái khê là cho cái kỳ kinh muộn. Rồi thận du, tỳ du, túc tam lý là châm cho cái thể kỳ kinh mà nó rối loạn. Rồi kinh tới sau kỳ thì sao? Kinh tới sau kỳ khác thể hư hàn, pháp trị sẽ là ôn kinh, tán hàn và bổ hư. Mình dùng bài ngải tiễn hoàn. Đó, đây bài ngải tiễn hoàn là mình sẽ dùng cái ngải cứu làm quân ha, có tác dụng là điều hòa khí huyết. Ngô Thủ Du có tán hàn tại uất ha, hai vị đó làm quân, còn lại là khung địa đương quy và xuyên khung làm thần ha. Rồi thêm với những cái vị bổ khí như là đẳng sâm này ha, rồi những cái vị dưỡng huyết như là liễm âm dưỡng huyết như là bạch thược. Rồi thực hàn thì pháp trị của mình sẽ là ôn kinh tán hàn. Mình dùng bài thuốc ôn kinh thang. Ôn kinh thang thì quế chi với lại sinh xương làm quân nhé, có tác dụng là ôn thông kinh mạch, tán hàn, hồi thông mạch ha. Rồi thể huyết hư
thì pháp trị sẽ là bổ huyết điều kinh. Mình dùng bài thập toàn đại bổ. À, thập toàn đại bổ thì mình có đẳng sâm là để kiện bổ tỳ, kiện khí, kiện tỳ bổ khí, ích khí sinh tân. À, với lại đương quy là dưỡng huyết sinh huyết. À, hai vị đó làm quân. Thể khí uất thì pháp trị sẽ là hành khí giải uất điều kinh. Mình dùng bài tiêu giao thang gia vị. Đó, bài tiêu giao thang thì có xài hồ sơ can giải uất làm quân. Còn bạc hà để phát tán phong nhiệt, đương quy dưỡng huyết hoạt huyết, bạch thuộc dưỡng huyết liễm âm làm thật. Rồi thể đờm trở thì mình sẽ là hóa đờm, bổ khí hóa đờm nha. Mình sẽ dùng bài lục quân tử thang hoặc là dùng bài khung quy nhị trần thang. À, khung quy nhị trần thang là mình sẽ dùng bài nhị trần thang là tán hạ trần bì phục linh tam thảo cộng với lại xuyên khung và đương quy nhá. Thì mình có đương quy sinh huyết dưỡng huyết làm quân ha. Rồi châm cứu thì mình cũng châm giống cái pháp trị giống cái thể kỳ kính trước kỳ á, thì cái này mình chọn cái huyệt của đặc trị cho cái kinh tới muộn là thái sung với thái khê nhá. Còn châm điều khí huyết là mình cũng châm những cái huyệt trên mạch nhâm và ba kinh âm. Rồi kinh không đều, kinh không đều thì pháp trị của mình sẽ là thể can khí uất, thì pháp trị sẽ là sơ can lý khí đại uất, thì mình sẽ dùng bài đơn chi tiêu giao gia giảm. Bài này nó là bài từ bài tiêu giao thang ra thêm đơn bì với lại sơn chi nhá. Rồi thể tỳ khí hư, pháp trị sẽ là bổ tỳ ích khí điều kinh. Mình dùng bài quy tỳ thang, bài này bữa giờ mình học nhiều rồi ha. Thể thận âm hư, pháp trị sẽ là bổ can thận cố kinh. Mình dùng bài cố âm tiễn. Ha, bài cố âm tiễn thì mình có thuộc địa với hài sơn làm quân, có tác dụng là bổ thận dưỡng âm dưỡng huyết sinh tân. À, thọ thi tử là để cố tinh, sơn thù là để sát tinh. Rồi châm cứu thì cũng tương tự với lại cái kia, mình chọn những cái huyệt cho cái kỳ kinh không đều thì mình chọn thận du, tỳ du và túc tâm lý. Rồi thể kinh nguyệt nhiều, kinh nguyệt nhiều thì thể huyết nhiệt thì mình sẽ là lương huyết bổ huyết. Mình dùng bài tam bổ hoàng thì gồm có hoàng liên, hoàng bá và hoàng cầm cộng với lại sơn chi nhé. Bài này nói chung là nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất là mạnh. À, cái này người mà cơ địa mà yếu á, là không có dùng đâu, uống vô là sẽ bị thuốc nó công rất là dữ dội. Thể khí hư thì pháp trị sẽ là bổ khí nhiếp huyết, bài thuốc sẽ là cử nguyên tiễn. À, thì bài này mình có nhân sâm có tác dụng là bổ nguyên khí sinh tân làm quân, hoàng kỳ bổ khí cố biểu làm quân luôn. Mình cho thêm ngải cứu có tác dụng là điều hòa kinh nguyệt, ôn kinh chỉ huyết làm phần. Rồi kinh nguyệt ít thì thể huyết hư, pháp trị sẽ là bổ huyết ích tỳ khí, nói chung là bổ huyết ích khí. Mình dùng bài nhân sâm tư huyết thang, thì mình có nhân sâm với đương quy làm quân. Nhân sâm thì bổ khí, còn đương quy thì bổ huyết ha. Rồi châm cứu thì mình sẽ châm những cái huyệt trên mạch nhâm và ba kinh âm nhé. Châm khí hại tam âm giao để bê quân bình khí huyết. Rồi bế kinh, bế kinh thể huyết khô thì mình sẽ bổ huyết dưỡng can thận, thì mình dùng bài bổ thận địa hoàng hoàn. Đó, thì là bài lục vị địa hoàng á, mình ra thêm chi mẫu hoàng bá viễn trí phục linh và phục thần. Rồi thể huyết ứ, pháp trị sẽ là thông huyết trục ứ, bài thuốc sẽ là thông ứ tiễn. Thì bài này mình có dùng quy vĩ. Quy vĩ thì nó có tác dụng hoạt huyết nhiều hơn là quy đầu với lại quy thân ha. Đó, mình
dùng hồng hoa là để hoạt huyết hóa hóa ứ. Rồi, thể hàn hương thì mình khắc chỉ là ôn thông kinh mạch, mình dùng bài ôn kinh thang. Còn nhiệt nhiều thì mình sẽ bổ huyết thanh nhiệt cùng nhất quán tiễn. Thể đàm trở thì mình sẽ hóa đờm thông kinh, mình dùng bài thuốc hậu phát nhị trần thang ha, là mình dùng bài nhị trần thang ra với lại hậu phát. Thể khí uất thì pháp trị sẽ là lý khí giải uất, dùng bài khai uất nhị trần thang, là mình dùng bài nhị trần thang ra thêm với một số vị như là hương chuột, hương phụ, xuyên khung, rồi nga chuột là để khai uất tán ứ chỉ thống, mộc hương khai uất chỉ thống tiện tỳ. Thể tỳ khư pháp trị sẽ là bổ tỳ ích khí, bài thuốc sẽ dùng bổ sung ích khí thang ra giảm. Rồi châm cứu thì mình cũng sẽ châm điều khí huyết là những huyệt trên kinh mạch nhâm và ba kinh âm chân, rồi châm huyệt đặc hiệu khí hải tam âm cao để bình khí huyết. Rồi với cái băng lậu thì về thể hư hàn, nếu mà thiên thấy huyết hư thì mình sẽ là dưỡng huyết cố sát á. Nói chung là cái băng lậu á, cái huyết nó ra nhiều thì mình phải cố sát nó lại, nó sẽ ra ít thôi. Mình dùng bài giao hải thang ha. Đó, là có bài thuốc này có a giao tư âm dưỡng huyết trị huyết, đại diệp là điều hòa khí huyết điều kinh trị thống. Đó. Thì cộng thêm với cái vị xuyên khung thuộc địa đương quy làm quân này là bổ huyết dưỡng huyết. Thể hư hàn thì pháp trị sẽ là thăng dương ích khí, dùng bài bổ sung ích khí thang. Thiên về hàn thì ôn kinh nhất huyết thì dùng bài thục long tan tán, thì mình sử dụng là xuyên khung đương quy thục địa can cương nhục quế nhạn diệp mạch môn. Thục long tan là thục long tan, đó là đất ở lòng bếp ha, lòng tam thải. Bài này thì mình thấy mình vẫn dùng nhục quế với ngại diệp là quân ha. Nhục quế có tác dụng là ôn kinh trừ hàn, ôn bổ mệnh môn hỏa, ngại diệp thì là điều hòa khí huyết điều kinh trị thống, rồi phục long tan là có tác dụng ôn kinh trị huyết. Rồi thiên về thận dương hư thì là bổ thận dương, ôn bổ thận dương, dùng bài lộc nhung tán. Rồi băng lậu thể khí huyết dưỡng hư thì dùng pháp trị là bổ khí huyết, dùng bài thập toàn đại bổ. Rồi tới thể hư nhiệt thì pháp trị sẽ là bổ thận âm cố tinh và dưỡng huyết, dùng bài thuốc là kỳ hiệu tứ vật ha. Bài này thì có đương quy với thuộc địa làm quân. Thể thất nhiệt thì pháp trị sẽ là dưỡng huyết thanh nhiệt hóa thất, mình dùng bài hoàng liên giải độc thang, thì có hoàng liên, hoàng bá, hoàng cầm là để thanh tả nhiệt ở trung tiêu, hạ tiêu và thượng tiêu. Đó, làm quân cho thêm mang ngải cứu và để điều kinh dưỡng huyết an thần. Thể khí uất thì mình sẽ là khai uất thông kinh nhất huyết, mình dùng bài khai uất tứ vật thang, thì trong này mình có hương phụ làm quân nha. Hương phụ có tác dụng là hành khí, khai uất và trị thống làm quân. Châm cứu thì cũng như các thể khác ha, mình châm những cái huyệt trên mạch nhâm và ba kinh âm, châm những huyệt quân bình khí huyết mang khí hải tam âm ra. Rồi bài của mình nó dài nhưng mà nói chung là mình cũng chỉ nói tóm tắt vậy thôi. Có ai có thắc mắc gì không? Bài này cũng sẽ không ra thi nha, dài quá bắt lớp học cũng mệt mỏi. Rồi lớp có thắc mắc gì không? Em xin hỏi xíu cô. Rồi hỏi. Bạn của em bị bạn đi khám thì ra là bị rối loạn estrogen, Rồi. rồi kinh nguyệt thì bị mất khoảng mấy tháng á. Rồi. Rồi khi sau khi bạn đi tiêm estrogen thì khoảng một tháng một hai tháng thì nó kinh nguyệt nó có lại bình thường, nhưng mà sau đó thì nó lại lại vẫn như cũ. Bạn đi khám lại một lần nữa thì ra u nang buồng trứng. Rồi bạn đi khám bên đông y thì
thầy cho bạn là thuốc uống độc hoạt tăng ký sinh gia giảm bổ can thận, uống 3 tháng mà thấy tình trạng cũng cũng không có gì cải thiện cơ. Sao lại cho độc hoạt tăng ký sinh? Em Bệnh không nhân có không biết đau đau nhức xương khớp không? nữa. Dạ không, em khám thấy là bạn nửa phần trên của bạn á, nó ôm ấm hơn nửa dưới bị lạnh, hay bị lạnh lạnh chân. Ở phần trên thì rất dễ bị đổ mồ hôi, và mạch thì em thấy là bị trầm. Cái gò má của bạn nó hơi hơi ửng đỏ một tí, với lại bạn Coi chừng hay bạn nó đang bị dạ tâm thần bất giao á, cái nửa trên nửa dưới dạ nó không có giao được nữa, vừa dạ nhiệt mà vừa hàn, thượng nhiệt mà hạ hàn, dạ cái đó điều trị là phải cẩn thận đó. Và sắp sắp tới bạn đó muốn sinh con á cô, thì không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì đến thai thai nhi không cô, là việc sinh sản của Nói chung là đầu tiên là muốn sinh con thì phải có thai hả, quan trọng bạn đó có thể có khả năng có thai không ha, rối bạn loạn bạn dây đó chằng chịt bạn đó đã có hai hai con rồi, sinh đẻ rất bình rồi, thường, hai nhưng mà bạn muốn hai sinh bé nữa. đó cái thời đó nó khác với bây giờ. Bây giờ bạn nó đang bị rối loạn, bây giờ trứng nó có khả năng estrogen nó có đủ, LH nó có đủ, cái dự trữ buồng trứng nó có đủ để nó có rụng được quả trứng để thụ được thai hay không, rồi nội mạc tử cung estrogen cholesterol có đủ để làm dày cái nội mạc tử cung để giữ được cái thai hay không, mới lại là một vấn đề khác. Nói chung là về phần Tây y á, bạn nó khám là hiện tại là không biết đã khám bệnh viện nào, mà nếu mà chị chẩn đoán tới được là buồng trứng đa nang thôi mà estrogen cứ điều trị thuốc thì nó tăng, mà ngưng thuốc thì nó lại về bình thường, thì phải coi chừng là có vấn đề ở trên tuyến yên không ha, coi chừng có vấn đề ở tuyến hạ đồi hay không, đó, do cái trục hạ đồi tuyến yên nó bị ảnh hưởng hay không. Xét nghiệm dự trữ buồng trứng LH, FSH, gonadotropin xem nó thế nào, đó là phải xét nghiệm hết cái loại hormone như vậy ha, mới biết được là thực sự bạn đó là bị cái estrogen đó là do vấn đề gì. Chứ còn buồng trứng đa nang bình thường nó không đến mức mà nó làm cho estrogen nó suy giảm dữ dội như vậy nhá. Rồi về y Vì học cổ truyền, về y học cổ truyền thì phải khám ra đúng thể mà điều trị đúng bài thuốc thì nó mới hiệu quả được. Y học nói chung là điều trị về cái vấn đề này này, y học cổ truyền nó khá là ưu thế, tại vì điều trị Tây y mình biết rằng điều trị cái estrogen là cholesterol nó tác dụng phụ nó rất là nhiều luôn á, tác dụng phụ cực kỳ nhiều. Và đôi khi khám bên Tây y thực sự nó chả ra vấn đề gì hết nhưng mà nó vẫn rối loạn như vậy, thì y học cổ truyền nó sẽ có những cái, nó có những cái bài thuốc theo cái thể và nó có những cái vị thuốc là để ích tinh rồi bổ thận, nói chung về cơ quan sinh dục các thứ là sẽ liên quan đến thận, thận tinh rồi liên quan tới khí huyết thôi, khám ra đúng thể cho đúng bài thuốc, ví dụ như là estrogen thì giảm thêm đi, đông y mình có những cái vị thuốc mà có tác dụng là tăng cái estrogen, ví dụ như là cỏ tiên tử này, ví dụ như là lục nhân dung này, đó là nó sẽ tăng được cái estrogen nội sinh luôn, chứ không phải là uống cái estrogen ngoại sinh vào hết thuốc và nó lại bị lại. Nói tóm lại là cái bạn đó, một là khám Tây y cho nó dứt khoát ra đúng nguyên nhân là gì, coi có điều trị được hay không, còn không thì đáng khám đông y cho nó đầy đủ đàng hoàng. Chứ kể triệu chứng đó mà lại cho bài độc hoạt tăng ký sinh thì cô thấy cũng lạ đó. Cái bài độc hoạt tăng ký sinh nó không phù hợp với cái thể bệnh của cái người đó, nó chỉ phù Em hợp cũng thấy vậy nên em mới hỏi cô. nó chỉ thể nó chỉ có tác dụng là tán phong hàn thôi, tán phong hàn thấp và bổ can thận đúng không, nhưng bệnh nhân này có bị phong hàn thấp hay không, cái hàn của bệnh nhân bị đó là do ngoại hàn hay là nội hàn, cái hàn đó bị là do thận nó bị hư hàn hay là do là bệnh nhân bị nhiễm phong hàn lạnh hay là bị ứ huyết lâu ngày nó bị hàn, xác định đó đúng là cái hàn đó bị gì mà mới cho thuốc phù hợp. Rồi bệnh nhân đó nếu mà thực sự là bị thận hư hàn mà lại dùng độc hoặc dùng những cái vị thuốc trong độc hoặc tăng ký sinh mà để bổ can thận thì nó sẽ không phù hợp. Cái bài độc hoặc tăng ký sinh nó rất là nóng đúng không, nó rất là nóng nhưng nó lại không tả được cái nhiệt ở thượng tiêu, nó không tả được cái nhiệt ở phần tâm nha. Nếu uống cái bài độc hoặc tăng ký sinh thì phần trên nó lại càng nóng mà cái phần dưới thì nó không ôn ấm được bao nhiêu,
Nên là dùng cái bài độc hạt ta ký sinh là không có phù hợp với sức khỏe của người đó. Thì hiện tại em thấy là bạn bạn kể là bạn bị tình trạng ra kinh rất ít và rất rất dài và bữa giờ thì nó giống như cái thể rong kinh mà cô dạy. Rồi. Thì với lại cái thể mà thể khí hư á cô, không biết là nó... Cái người này á là nó kết hợp của ít nhất là một nhiều thể, tức là bệnh lâu ngày rồi nó diễn tiến thành biến chứng á, tổn thương thêm cơ quan khác á, nó đã diễn tiến nặng hơn rồi chứ nó không phải là một thể đâu. Cái như thận có mà tâm có rồi, nó kết hợp cả hàn với nhiệt vậy đó, nên là phải kêu kêu bạn đi khám lại nhé, đi khám cho nó đàng hoàng. Ví dụ như vô bệnh viện đi, hôm bữa bạn nó khám ở đâu, khám là cổ truyền ở đâu? Khám khác biệt các bạn, còn còn đông y thì khám ở trên quận 5 mới các bạn. Quận 5 khám cái gì quận 5? Có một cái thầy trên đó các bạn đi khám trên đó. Dạ, thầy bắt Nói mạch chung xong là rồi cho thuốc về uống. bệnh viện, nói chung là có thể đi khám lên bệnh viện, hoặc là nếu mà muốn đi mấy thầy cô lớn, như thầy cô lớn về y học cổ truyền bên mình trong này cũng nhiều, như cô Bay này. À, kiểu vậy đó, là những người mà khám chuyên về 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 đông y mà tay nghề khá là vững ha, Dạ. đó thì có thể giới thiệu đi khám người đó. Chứ còn khám người ta linh tinh chữa bệnh nhẹ này khỏe này, còn khám khác biệt thì không biết là đã làm đủ các xét nghiệm hóc môn chưa. Khác biệt nó không chuyên về sản, không chuyên về 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 sản lắm, chuyên về sản thì phải khám từ Vũ hoặc là Hùng Vương hoặc là Mỹ Đức kiểu vậy. À, những cái bệnh viện chuyên về sản, nhất là chuyên về 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 về, vô sinh ấy, chuyên về cái mà thụ tinh nhân tạo các thứ ấy, thì người ta sẽ có, người ta sẽ biết cách để làm cái xét nghiệm cho phù hợp nha. Cái bạn đó là vấn đề là nhiều lắm đó. Nói chung nếu mà không điều trị, không, nói chung cô nghĩ là cái người này khó có khả năng mà có thai tự nhiên được. Đó, nếu mà khó, nếu mà có thai tự nhiên được cũng khó giữ, khó giữ cái thai. Cái phần dưới nó lạnh vậy, tử cung nó rất là lạnh, tử cung lạnh nó giữ thai kém lắm. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều. Rồi. Vậy Còn lại thắc mắc gì không? nếu mà nên nên đi khám thì nên khám ở cô bay cô. Thì đó, nói chung là về thầy cô lớn thì có thể khám cô Bay nha, có giáo sư Nguyễn Thị Bay, theo Google ra là địa chỉ phòng khám của cô, hoặc là đăng ký khám bên Đại học Y Dược cơ sở 3 thì nó sẽ có cái ngày cô khám đó, thì đăng ký cái ngày cô Bay khám. Vâng, cảm ơn cô. Những vấn đề này thì thầy cô lớn người ta khám, người ta sẽ điều chỉnh được tốt hơn là khám người nhỏ nhỏ nhỏ, tại vì cái này nó phụ thuộc vào kinh nghiệm rất là nhiều. Ai thắc mắc gì nữa không lớp? Không thắc mắc thì lớp nghỉ sớm coi đá banh ha.